chạy chuyển đổi TikTok ngày đắt ngày rẻ thì có nên đặt giá thầu không anh? Các bạn phải hình dung cái giá thầu ở cả trên TikTok, cả trên Facebook nhé. Giá thầu nó sẽ có ảnh hưởng đến cái chi phí quảng cáo của các bạn, nhưng mà nó không phải là tất cả. Cái giá thầu nó chỉ là cái mức mà các bạn sẵn sàng chi trả cạnh tranh đấu giá, các bạn hiểu không ạ? Ví dụ hai nhà quảng cáo cùng chạy cái mảng mỹ phẩm đi, tôi lấy ví dụ ở trên Facebook chạy mét chẳng hạn, các bạn đặt là 30.000 trên một mét, thế thì một thằng khác nó đặt là 100.000 trên một mét. Thì nếu mà tư duy thông thường các bạn không hiểu rõ giá thầu thì các bạn nghĩ rằng chắc chắn mình đặt giá thầu thấp hơn thì mình sẽ chạy rẻ hơn thằng 100.000, nhưng chưa chắc các bạn nhé. Bởi vì thằng 100.000 đấy nó đặt giá thầu cao hơn các bạn là nó nói ra với thằng Facebook hoặc thằng TikTok là gì, là tôi sẵn sàng tôi cạnh tranh, mức cạnh tranh tôi cao hơn để tôi được hiển thị nhiều hơn, ngân sách của tôi có thể bị cắn quá nhiều hơn một chút nhưng để tôi được hiển thị nhiều hơn. Thì nó sẽ thắng các bạn về mặt hiển thị, thắng các bạn về mặt cạnh tranh. Đặt giá thầu cao hơn là chúng ta thắng về mặt hiển thị nhé. Hoặc là CPA ở trên TikTok cũng như vậy, các bạn đặt giá thầu càng cao thì có nghĩa chúng ta thắng về mặt hiển thị, chứ không có nghĩa rằng là đặt giá thầu cao hay thấp thì nó sẽ rẻ. Thì các bạn đặt giá thầu các bạn phải dựa trên sản phẩm, dựa trên content các bạn nó có ngon không để các bạn biết. Còn nếu mà trong những giai đoạn mà các bạn đang không sản xuất được content ngon thì các bạn đặt giá thầu thấp để cho nó giảm cái chi tiêu đi, nó kiềm chế cái chi tiêu và nó phân phối làm sao để mà ra được kết quả, nhưng đôi khi nó không cắn hết ngân sách. Chứ không phải là giá thầu là đặt thấp có nghĩa là nó ra được cái kết quả thấp cho các bạn đâu. Hiểu kỹ phần giá thầu nhé.